Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các chú anh chị nha. Thì hiện giờ thằng Tham Tứ Cao nó đang nói rằng là Chí Cảnh là ăn chặn sầu riêng, ăn chặn từ thiện, đúng không cả nhà? Nó đang là vu oan giáo họa cho thằng Chí Cảnh. Tham Tứ Cao ơi, mày là thánh soi mà. Thằng Chí Cảnh á, mà nó ăn chặn cái gì, ăn chặn ở đâu đó, thì mày có dữ liệu, mày có thông tin thì mày cứ thưa công an đi Thám Tứ Cao. Thách đố cho mày thêm tiền, mày cũng không dám thưa nữa. Thưa nó thưa ngược lại cái tội vu oan giá họa người ta. Thấy không? Tội vu khống rồi sao? Làm mày thành không vú luôn đó, mày đừng có đùa nha Thám Tứ Cao. Mày nói là Chí Cảnh ăn chặn sầu riêng, mày nghe bà hàng xóm nói hả? À, bây giờ mày học theo cái tụi tao nói là chú xe ôm bà hàng xóm mà. Trời ơi, mày nói mày có bằng chứng không vậy? Mày thánh soi mà mày có bằng chứng là mày đưa lên rồi. Nói hoàn toàn một cách mù quáng, một cách trơ trẽn. Cái tính bịa đặt vu khống của mày là suốt đời mày không bao giờ mày bỏ được nha. Nha Cao. Nha. Mày phải học cách là bỏ đi mà làm người. Đừng đi vu khống người ta nữa. Nói dốc nói láo hoài không phải là cách đâu, hiểu không? Chứng minh cái gì? Thằng Chí Cảnh á, bây giờ nè, tao nói mày nè. Nếu mà mày chứng minh được nó là cái người kêu gọi và có người chuyển tiền và cho có người nào đó nói là Chí Cảnh ăn chặn rồi bắt Chí Cảnh sao kê, thì kêu người đó nộp đơn ra. Trên 2 củ là lụm rồi, đúng không? Trên 2 triệu là lụm rồi. Mày từng là công an mà đúng không? Mà mày bị sa thải đúng không? Thì ít nhiều gì mày cũng biết lực mà đúng không? Kề cận mày thì có thêm lực sư dỏm nữa đó. Trời ơi, tôi quay một bụng lực luôn mà. Tối ngày tôi quay đòi bắt đòi bớ nữa không à. Tôi quay ghê lắm. Tôi quay tối ngày là coi như là đưa người này vô chạy, người kia vô chạy. Không có ai mà tôi quay không đưa vô chạy hết trơn. Thấy không? Cho nên tôi quay có hiểu lực mà, tôi quay biết lực mà, tôi quay ghê lắm. Chí Cảnh mà sầu riêng nó còn ăn chặn. Trời ơi, Chí Cảnh mày kêu nó sao kê sầu riêng hay gì? Vậy mày sao kê khoai lang đi hả? Mày sao kê khoai lang cho Thám Tứ Cao hả? Thám Tứ Cao ơi, trời ơi, cái sầu riêng nó bao nhiêu tiền một ký? Mày nói là không có rẻ đâu. Đối với mày mới vậy, tao nói thiệt rồi. Nói ra nhiêu đây là mày biết cái con người của mày, cái tư cách của mày sao rồi. Mày nói sầu riêng mắc chứ đâu có rẻ đâu. Mày nghĩ sầu riêng là cái gì? Nó là vàng hay là bạc hay là cái gì? Một trái, hai trái, 10 ký, 20 ký. Chí Cảnh nó đủ khả năng nó mua nó ăn mà, hiểu không? Chí Cảnh nó cũng đâu có đến nỗi nào mà nó nghèo, nó khổ tới nỗi mà đi ăn chặn luôn cái sầu riêng của con của cháu nó đâu nha. Thứ nhất là của con của cháu nó mà cho dù nó có ăn đi. Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng, nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân. Chật tay, chật khớp, xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Chăng nữa thì cũng chả liên đới liên quan gì tới mày hết trơn á. Còn mày á, mày sao kê cái mày ăn khoai lang chưa? Hả? Trong cái vụ khoai lang, mày giải cứu khoai lang đó, mày nghe Mạnh Thường Quân mày gửi cho mày 15 triệu để giải cứu khoai lang, tố mày chưa? Hả? Mày sao kê chưa? Mày lấy cái hình ảnh đó mày gửi cho Mạnh Thường Quân khác, rồi sau này bể ra phanh phu ra là người mày cũng lấy hình ảnh đó gửi cho bà Mạnh Thường Quân khác nữa đó. Mày thấy không, mấy con người của mày lương lẹo, mày nghĩ ai cũng lương lẹo như mày á? Khám Tứ Cao, mày khám Tứ Cung chứ khám Tứ Cao cái gì? Tối ngày lương lẹo sầu sạo không à, cứ hả nghĩ mình á hả, nghĩ mình là sống dơ rồi nghĩ ai cũng dơ giống như mình. Mày nghĩ đi, giờ á tao hỏi mày một điều như này nè. Mày có bằng chứng, mày có tang chứng, mày có vật chứng, mày có hình ảnh thằng Chí Cảnh nó lấy số tài khoản nào kêu gọi thì mày tương tao nói thiệt luôn. Mày nói là nhắc tới cái vụ cái tiền cái nhà cất đó, Chí Cảnh nó kêu cất ấy thì kia nọ rồi không ai dám nhắc tới, bởi vì á người ta còn nhiều công việc để làm lắm, hiểu không? Còn cái thân của mày á, thì tối ngày mày cứ đi soi đi mói, cho nên mày rảnh, hiểu không? Mày luôn luôn mà đi soi đi mói, đi gình đi mò nghe người ta. Tao hỏi mày một điều thôi,
mày có bằng chứng không? Bằng chứng mày thưa chí Cảnh đi, mày kiện chí Cảnh đi, mày vu khống là làm gì? Nó ăn sầu riêng nó cũng ăn của con của cháu đó, thấy không? Còn mày là mày ăn khoai lang là mày ăn của bá gia bá tánh kìa con à, nghe. Mày sao kê khoai lang chưa thấm thứ cao hả? À, mấy cái bà bên Hàn Quốc bà tố mày trên kênh biết channel sùm chảnh gà, mày leo lên mày nói hộ bố cái hả? À, rồi chỗ ông Trần Nên đó mày sao kê chưa 300 mét nữa hả? À, trái tại 30 tháng 4. Mày kêu gọi cái gì mà kêu gọi tới 3 năm trời luôn, 3 năm trời. Khi mà anh em người ta lên tới chữ mày thì lúc đó ông Nên mà ông mới có, ông Trần Nên nó mới có nhà hả? À, trời đất ơi. Hả? À, mày kêu cái kiểu gì vậy? Mày làm cái kiểu gì mà đợi tới người ta nói mày gì rồi đầu là lúc đó mày mới là lên. Giấy trái tại 30 tháng 4. Mày lên mày lương lẹo. Mày luồn lắp. Hả? À, thấm thứ cao. Mày giỏi quá, mày hay quá. Nha. Yeah. Mày có bằng chứng, mày có bằng cớ, mày với mấy thằng luật sư dởm á. Hả? À, cái bộ tam sên của tụi bay á, làm đơn thưa nó đi, làm đơn kiện nó đi. Hả? À, kiện nó giùm cái, ăn chặn mà. Mày kiện nó ăn chặn sầu riêng luôn. Rồi mày kiện nó luôn ăn chặn tiền của cháu nó luôn. Mày có bằng chứng. Mày mà có bằng chứng là mày kiện rồi. Mày có bằng chứng là mày làm y xèo rồi. Bởi vì cái miệng của mày mà tối ngày mày rình mày mò người ta. Tao nói hả, chỉ có cái thứ nói dốc nói láo, nó không có bằng chứng, không có bằng cớ á, thì nó mới nói người ta như vậy thôi. Ha, tụi bay đó mà tụi bay á, ăn chặn ăn đồ ăn được với tụi bay. Ôi trời, nói gàn câu hả, tao ăn sầu riêng nó đâu có rẻ. Tao nói thiệt với mày, mày nói được cái câu sầu riêng nó đâu có rẻ, tức là sầu riêng nó mắc đối với mày thôi, còn đối với tụi tao nó chỉ là một cái thứ gì đó mà tao nói giống như là đồ bỏ vậy đó, chứ không là cái gì mà gọi là cao siêu hết trơn á, hiểu không? Nó không có lại gì cao siêu hết trơn á. Cho nên là mày đừng có nghĩ nó là mắc. Mà con người của mày sầu riêng có 1 ký vài chục ngàn à, mày nghĩ nó mắc đúng không? Ký có vài chục ngàn mày nghĩ nó mắc, thì tao hỏi mày một điều vậy nè. Vài chục ngàn mày nghĩ nó mắc vậy thì mày làm gì có cái đủ mà cái tư cách mà mày nghĩ đi, mày làm sao mày đủ cái chuyện mà xức tiền nhà ra hả? Xức tiền nhà ra để mà đi cho người này, cất nhà cho người kia. Mà mày lên mày nói là những người hả, đang nói mày hàng ngày làm YouTube nè hả, dám tự hào là coi như là bỏ tiền ra cất nhà cất cửa từ việc bán hàng đúng không? Mày dám chắc cái tiền mày cất nhà cất cửa cho người khác là từ việc mày bán hàng hay từ kênh YouTube không? Mày dám chắc không? Hay là tiền mày kêu gọi hằng ngày mà ra rã cái họng mày kêu gọi đó? Ừ, có không mày? Ra rã cái họng mày kêu gọi đó, đúng không? Ra rã cái họng kêu gọi đó rồi sao kê chưa? Nghe cái sầu riêng cái vài chục ngàn ký à, mà mày cho là mắc. Mày nói là chiếc Cảnh ăn chặn sầu riêng, đúng không? Mà bây giờ tao hỏi mày nè, vài chục ngàn đối với mày là mắc vậy thì con người của mày á xem đồng tiền như bánh xe bò đúng không? Mà đã đồng tiền như bánh xe bò mày dám cho ai hả? Mày ị con gối đầu năm mà mày nhìn cái gương mặt mày coi, gương mặt của mày làm sao mà mày sang trọng được? Tao nói thiệt, gương mặt của mày làm sao mà dám ăn xài lớn được? Những người dám cho tiền người khác là phải dám xài lớn mới dám cho tiền người khác. Tính người ta phải rộng rãi, tính người ta mới quan đại, tính người ta ra quân tử, người ta mới dám đi cho tiền người khác. Còn cái tính mày là cái tính tiểu nhân, tính bị ổi, tính vô liêm sỉ mà mày đặt, mày nói mày cho tiền người này cho tiền người kia, tao nghe tao mắc địch quá. Nó thiệt luôn á. Trời ơi trời. Mày nghĩ đi. Mày ỉ đi con gói đầu nằm, cái gương mặt của mày là tao nói thiệt mày chùm kiết. Mày là dạng chùm sò, mày là dạng điếm thúi dắt chanh bỏ vỏ mà mày chơi với anh em á. Mày chơi với anh em từ cái ngày đó tới giờ mày có bao anh em được chầu cà phê nào chưa? Hả? Thậm chí mày không nghe cái bà Mạnh Thường Quân á hả, người ta nói mày hả? Người ta về á đợi mày bao chầu cà phê, người ta ở nước ngoài về
mà mày nói mày mắc công việc đột xuất thì mày không ra mày mời cà phê người ta được. Mày nói là con mày bệnh, con mày đau, người ta mới nói là thôi vậy, thôi vậy ghé chỗ khách sạn chị hả, chị gửi cho con em 5 triệu. Vậy đó, mày có thời gian mày ghé mày nhận tiền xong mày đi, chứ mày không có thời gian mày uống cà phê gì. Uống cà phê á là bắt đầu là mày phải trả tiền, tại mày đã hứa mày mời ta một chầu cà phê, mày còn chùm kiết cơ đó. Mà tao lấy gương mặt của mày, gương mặt chùm sò, mà mấy đứa chùm sò rồi là không bao giờ nó cho tiền ai được. Mấy đứa đó tao nói thiệt á, nhiều khi mua được con gà con vịt hay gì bữa nào ăn đồ ngon ngon đóng cửa lại để chơi. Ở dưới tao cũng mấy đứa đi chơi vậy luôn á, của anh ta thì đi ngang á, anh ta có kêu không rủ luôn, đứng cười hề 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 chờ người ta kêu vô nhậu ha. Chứ còn mà của mình á là hả, đóng cửa lại cha con mẹ con chơi với nhau vậy đó. Thấy không, mày là thuộc cái dạng vậy á, chùm sò, mà đã chùm sò rồi làm sao mà cho ai được cái gì hả? Chùm sò rồi không có cho ai được cái gì hết trơn á. Mấy chùm sò ta nói chỉ có là cái tính điếm thúi là nó mới vậy thôi, hiểu không? Cho nên á là mày nói chí cảnh á là nó thế này thế kia thế nọ thế lọ thế chai. Tao nói thiệt với mày á, con người ta ra đường ta khống quán, cái tính ta rộng rãi thì mới giúp đỡ được người khác. Còn mày làm vì cái lợi ích cá nhân của mày, mày kêu gọi mày sao kê, tao nói cho mày nghe nè, tao nói cho mày nghe cái điều này nè Thánh Thức Cao. Trong giới từ thiện thì không ai lạ gì cái tiền chi phí tiền xăng hết á nha, không ai lạ gì cái vấn đề đó hết trơn. Cho ví dụ cho mày làm cái công việc đó 10 triệu, mày chạy tới chạy lui, không lẽ Mạnh Thường Quân cho mày đi lo cái việc đó rồi Mạnh Thường Quân không nói là thôi Cao ơi con giữ lại khoảng 3 triệu để con đổ xăng chạy tới chạy lui ăn uống đi, con cho người đó 7 triệu giùm cô, có không? Giờ tao hỏi mày có không thôi. Có chứ. Mà có chuyện mày không cần sao, mày không ăn chặn đi, cho mày không ăn chặn đi, mày không chặn ăn bớt vậy đi, mày không ăn sáng luôn đi, mày vẫn có tiền xăng. Cho nên mày thường xuyên lên kêu gọi, thấy không? Kêu gọi từ thiện là như vậy. Chứ thiệt sự ra mày cũng không có tốt lành gì đâu Cao ơi. Cao nhen, nói thì mình phải sòng phẳng với nhau, ai làm vấn đề từ thiện cũng biết cái điều đó chứ. Thậm chí có nhiều người người ta gửi luôn một cái quỹ 100-200 triệu luôn nữa, người ta tin người nào đó người ta cho tôi chờ cô gửi cho con nè 100 triệu, con gặp ai khổ con cứ cho, không cần phải nói qua cô. Tao cũng vậy nè, mà chị tao bà gửi một lần 100 triệu 200 triệu, gặp ai khổ cứ cho, không cần phải hỏi chị, không cần phải nói với chị. Như nếu tao quay clip lâu lâu á, tao giúp những người khác, tao không quay này kia kia nọ, nhưng mà lâu buồn buồn á tao quay clip, tao nhớ bả quá tao quay clip ngắn tao gửi bả, bả nói trời ơi nói chị chi vậy, em giúp đi, đúng không? Đừng nói tên chị luôn nữa, mày thấy không? Người ta ba la mặt cỡ đó đó. Không, bởi vì mày thấy tao đi ra đường tao cho người này tao cho người kia cho tá lả, mình gặp ai tao không cho đó. Thậm chí tao cho tao không quay bây giờ nè, tao cho tới giờ này một máy tao đưa cái clip cho mình, tao đi cho người ta, tao không cần hỏi hoàn cảnh luôn, đi cho người ta là cứ cầm là cho, gặp ai khổ bán vé số, người già là cho, gặp cái 10 người già ban đêm bán vé số khuya 11-12 giờ thấy ngồi ngoài đường là ghé cho, không cần quay phim, thậm chí quay đoạn ngắn chưa tới 30 giây nữa, con gửi cho cô gửi một đống clip trong máy tao nè, quay cách đây 3-4 tháng tao chưa đăng nữa đó, thấy không? Tại sao tao quay để tao có tư liệu, mày hiểu không? Sau này tao còn để phòng thân tao, mày hiểu không? Tao sau này tao còn giải thích được. Cho nên á, cái chuyện mà mày nói từ thiện rồi mượn qua cúng Phật nè, thấy không? Như bản thân tao nói của tao nè, tao là cái thằng đang mượn qua cúng Phật, nhưng mà tao nói ra được điều này vì sao? Vì bà chị tao, bà không cần danh, không cần lợi, không cần cái gì hết, hiểu chưa? Bà chị này không phải là chị ruột chị gì, cái chị trên mạng xã hội thôi, mà chị quý, chị mến, chị đến nhà tao chơi rồi, từ nhà ở dưới quê tới Sài Gòn đến nhà chơi hết rồi á, chị em thân thích tới mức độ đó, thấy không? Chị em tụi tao những cái điện thoại nào mà mới ra bà chị tao muốn mua phải cho hết, để tao đi làm bà cho tao cái cần câu, để tao đi câu cơm, tao đi quay phim, để tao lên mạng tao chửi vô cái mỏ mày nè Thám Thứ Cao, thấy không?
Cho nên á, cái chuyện mà mày nói là mày tự hào không tự hào, xin lỗi mày nha. Ba cái chuyện mà từ thiện mà kêu gọi xong, nói thẳng cả tao và mày luôn, cái kiểu mượn qua cúng Phật. Nhưng nhiều người ta bỏ tiền ra, anh ta không nghĩ gì. Ta nghĩ vậy nè, của một đồng nhưng công anh em đi tới một vạn. Vì sao? Vì anh em đi rất là cực khổ, phải không? Đó, thức khuya dậy sớm, lội đồng lội bưng đi vô đó. Cái chuyện mày nói mày đang kêu gọi cho dân, cho làng, cho xóm mày, mày sao kê? Cái chuyện đó bình thường mà, đâu có gì đâu khó khăn. Còn mày có được bằng chứng không thì mày cứ thưa anh Chí Cảnh đi, đúng không? Mày thưa anh Chí Cảnh đi, đúng không nè? Còn cái chuyện tao nói mày tại sao mày thường xuyên kêu gọi từ thiện, đơn giản thì tao đã nói rồi đó. Nhiều anh, nhiều chị, nhiều chú, nhiều cô đương là một cái quỹ dài trăm triệu, nói thẳng là vậy á, dài trăm triệu rồi xong á, làm đi, không cần báo cáo gì hết trơn á, muốn cho ai đó mày cho. Mày nghĩ đi, ví dụ như chẳng hạn như là con người tao xấu á, con người tao xấu là cái tiền đó tao để tao xài luôn được không? Được, sao không được, đúng không? Nhưng mà tại sao tao dám nói ra cái điều này? Bởi vì con người tao đã xác định ngay từ đầu, khi sờ mó đụng chạm vô những cái tiền mà từ thiện, từ đồ tiền của người nghèo thì không bao giờ giàu có nổi, và nghiệp nó sẽ đến bất kỳ giờ nào. Tao nói ra được điều này vì sao? Vì con người tao hiểu được cái điều đó, hiểu không? Còn đối với mày, cho mày một cái quỷ thì chưa chắc, hiểu không? Đó, cho mày một cái quỷ giống như tao thì chưa chắc, nói thẳng mày luôn, chưa chắc đâu Cao nha, chưa chắc đâu. Vậy á, cho nên á, tao nói với mày như này nè, mày cũng chỉ là mượn hoa cúng Phật, bản thân tao cũng vậy thôi. Thấy không? Nói người ta được, tao phải nhìn tao được, tao phải vạch tao được, thấy nha. Vì tao dám ăn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tao không có sợ, hiểu không? Vấn đề là nằm ở đó. Cho nên á, tao mới nói với mày ở đây như thế này, mày có bằng chứng, có bằng cớ, thấy không? Mà mày đã, mày chuyên cái vụ này mà, mày chuyên soi Chí Cảnh mà, thì bây giờ mày cay Chí Cảnh không, mày soi nó đúng không? Mày có bằng cớ, bằng chứng thì mày cứ việc coi như là thưa nó, kiện nó, thấy không? Tại vì nó cũng tới thời điểm này tao cũng chưa thấy ai là nạn nhân của nó mà lên tiếng nói là nó ăn chặn đó. Nhưng mày thì khác nha Cao. Mày á, từ lục đục cái vụ khoai lang Mạnh Thường Quân tố mày ha, từ cái chỗ mà xây cầu xây đồ, Mạnh Thường Quân cũng lên tố mày. Từ cái chuyện mày đi đền bù mà cái tai nạn, gia đình mày đi đền bù cái tai nạn ở chợ Vinh, người ta cũng tố mày. Mày dính vào những cái chuyện mà lùm xùm về tiền bạc rất là nhiều, thì mày phải soi lại cái bản thân mày trước khi mày soi người khác, đúng chưa? Nó phải như vậy, đúng chưa Cao? Chứ không thể nào mà mày soi người ta, mày nói người ta không à, mày không coi lại mày, trong khi đó người ta không có vướng vào lùm xùm tiền bạc, người ta không có bị gọi là thằng này ăn chặn, thằng kia ăn chặn, thằng này nhọc nhằn trong chuyện tiền bạc, thằng này nó có những cái khuôn mắt như vậy, người ta không có. Trong khi đó mày thì tùm lum hết trơn luôn, hết hội này tố tới hội kia tố, hơi hội kia tố tới hội nọ tố. Thì mày cứ nghĩ đi, mày cứ nghĩ đi, mày làm ăn, mày ăn ở làm sao mà để người ta vô soi mày, người ta tố mày. Mày hình dung chưa? Cho nên á, là tao nói mày á, mày mà có bằng chứng là mày show lên hết rồi. Thằng Chí Cảnh mày đu Chí Cảnh còn hơn là đĩa đu chân hạt nè, đúng không? Cho nên á, là tao nói mày có một cái đi rồi mình thằng Chí Cảnh no với mày liền. Tao không có binh vực mấy cái thằng ăn chặn thiệt. Nếu thằng Chí Cảnh ăn chặn tao chửi nó liền, ta là thằng đầu tiên chửi nó nè, tao nói thiệt luôn á, thấy không? Nếu thằng Chí Cảnh ăn chặn, ta là thằng đầu tiên lên chửi nó nè, uy tín với mày luôn. Mày show ra đi, mày thưa ra đi, có người tố đi, có Mạnh Thường Quân nào tố đi. Tao nếu mà nó có dấu hiệu ăn chặn là tao chửi nó liền à. Tao ghét mày ăn chặn lắm, thà ăn chọn, hiểu không? Ăn chọn là được, đừng ăn chặn chúng nó chửi mình á, ăn chọn luôn. Giống như chú Linh 14 tuổi của tao vậy đó, hiểu không? Không ăn chặn mà cũng không ăn chọn, giữ cái hơi lâu thôi à, quên. Chú Linh 14 của mày đó, mày nhớ không? Nghe không? Đó, nó vậy đó. Sống ở đời không ăn chặn, mà mình một là mình ăn chọn, hai là coi như là hả, để quên, nghe không? Đó. Người của mày khoai lang mà người ta gửi cho mày
đi làm đi giải cứu khoai lang mày mày còn bị người ta phốt lên phốt xuống, thấy không? Trong khi đó mày đi vạch người khác, mày đi vạch người khác mà mày hả, không có một miếng bằng chứng bằng cớ nào mà tao nói mòm không à. Mày vạch nó đi, mày vạch nó ra, tao là thằng đầu tiên, nếu là nó có như vậy là tao là thằng đầu tiên chửi nó cho. Tao nói thiệt uy tín luôn. Thấy không? Ta thì tao chưa nghe nó tố nhọc nhằn tiền bạc gì, nhưng mà mày là khác nha. Mày từ Thiền Am tới vụ CEO Phiên Hằng tới vụ này luôn là mày nhiều lắm à. Mày cái vụ Thiền Am là hình như nhiều lắm á, mày dướng vô cái vấn đề tiền bạc lùm xùm nhiều lắm á nha Cao nha. Mày coi lại mày đi nha, mày đừng có lo anh ta nhà anh ta, mày đừng có lo bò trắng găng nha, mày coi lại mày đi nha. Dài lời gửi tới mày nha, mày đừng có quên giống như chú Linh 14 tỏi của mày nha mày nha. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.